Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem một cái sản phẩm cực kỳ dễ ghép loa, đó là con Modem Edit 949. Em này công suất lên tới là 530W, chạy 4 cầu điện nha. Em nó là sản xuất cho thị trường Mỹ, chạy điện 120V. Các bác có thể chuyển điện 220 bằng cách chuyển cầu phía sau. Em này là dòng công suất lớn, chạy 8 sò xét. Em nó thì giá là 14.500 thôi nha các bác, nhưng mà nhiều cặp loa cao cấp như là Pioneer 955, những dòng loa JBL Bass 2 Bass như là 250 rồi các bác. Tìm những có âm ly để mà ghép ra khó, nhưng mà em này ở phân khúc 14.500 thôi mà đánh những cặp 955 MK2 rồi các bác, hai la mã đánh rất là hay. Còn 180A thì bao phê rồi. Giá thành thì không có cao đâu các bác, 14.500 thôi. Mà đánh tiếng cực kỳ hay và lên đèn thì tuyệt vời luôn nha. Và nó là dòng receiver có tích hợp mặt đơn binary nha, cực kỳ khỏe, nảy tiếng. Đây là cái phần đèn nháy nha, khi mình hoạt động thì nhạc thì nó sẽ nháy, máy rất đẹp nha. Máy đẹp gọi là long lanh luôn nha các bác. Giá thì em bao gồm phí ship rồi, cũng cân đối giá tốt nhất cho các bác sở hữu trong mùa hè này. Em về được một con 949 thôi, những model này không có nhiều đâu, lâu lâu mới có hàng về. Em nhấn mạnh là những cái model 949 này cực kỳ dễ ghép loa nha các bác. Các bác mà chơi loa khó tính thì chơi những em này. Nhiều bác bỏ 3-4 triệu ra mua những con này rất là đắt tiền, nhưng mà về ghép cái con 955 không có ra. Nhưng mà con này là ghép ra tốt đó nha các bác. Các bác là sửa 933 cũng được, ghép tốt hết, ra hết chắc loa luôn nha. Những em này chạy 8 sò sắc các bác, nó khỏe lắm. Nó như đẩy em mà âm sắc là nó nảy tiếng ở 3 giải. Và nghi hai trưng bày đẹp, tại vì nó là dòng receiver. Nặng cực kỳ nha các bác, bê cong lưng ấy. Trang bị là 4 cầu loa. Đây. Nó có chế độ chơi rất là hay, có nghĩa là chơi gộp 2CH hay là gộp chơi 4CH nha. Đây nè các bác. Đây. 5 cầu điện luôn nha. Đây. 110, 120, 130, 240, 220, 530W. Máy rất là mới nha các bác. Giá 14.500 là bao ship nha. Em cân đối giá là bác nào chỉ còn đủ em bớt 200.000 là còn 14.300. Đấy, bác có sở một con Omni hay, giá hợp lý. Nói chung là giá ngon. Con này mà tiếng hay nhưng mà giá nó rất hợp, nó rất là mềm so với cái gì nó mang lại các bác. Đấy, có là tổng quan khi các bác nhìn thấy, khi mà nghe nhạc nó nhảy đèn nó còn đẹp nữa nha các bác. Các bác cùng ngắm nha. Rồi sau đây em sẽ mở cái nắp lên để các bác cùng xem cái cấu hình khủng của con 949 này nha. Vâng, mời các bác cùng xem nội thất cực kỳ khủng và gấu của con 949 này. Máy rất mới nha. Đây là phần bảo vệ của phần 8 con sò cũng như là phần rè nằm trong này luôn. Cực kỳ kỹ nha các bác, nói chung là cực kỳ kỹ lưỡng nha. Có phần bảo vệ hay là 4 tụ lục nguồn này, 4 tụ nguồn. 4 tụ. Cái rờ ly, đây là phần bo đai, bo mạch đôn binary là tăng phô. Máy sexy đẹp keng nha, sexy trắng nha các bác, đặc trưng của dòng Pioneer rồi. Các bác nhìn cái ruột rà và cấu hình của nó thì có cái lực đánh nó như thế nào rồi. Giá 14.500 nha các bác, máy này cực đẹp nha. Tất cả bao zin tuyệt đối. Các bác về chỉ việc cắm đúng điện và xài thôi. Nếu các bác thích điện 220 thì mình sẽ chuyển qua điện 220. Trước khi đi em chuyển cho các bác nha. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm có cứ liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha.